bài là khán giả đầu tiên. Mình mời các bạn và cô cùng xem video. Qua cái video này thì chúng ta có trọng điểm dịch ngơ thì có dịch là FE23 cộng 2L ra 2FE cộng LL3. Thì do đây là ứng dụng dịch ngơ nên là có dịch lớn là lớn hơn 2500 hồ sơ. Ứng dụng của cái này có thể làm hàng đường ray, hàng nói, kim loại đồng thép, không để gan. Đây là cái tổng cộng 32 sẽ cho ra 2CO2 cộng 3HO. Thì cả hai quá trình này đều có cái bài ra và làm cho nhiệt độ môi trường sẽ còn tăng hơn. Thì trong video hiện tượng nó xảy ra thì lúc ban đầu á, cái khi mà bỏ cái nhiệt kế này vào cái cốc thì nhiệt độ ban đầu nó sẽ là 250 độ C. Thì khi mà mình bỏ CO vào thì bỏ CO vô nó tan trong nước thì nó làm phản ứng tỏa nhiệt, thì nó làm cho sau 2 phút sau thì nhiệt độ trong cốc tăng lên 250 độ C. Thì kết luận là nhiệt độ trong cốc tăng cao là do khi mà bỏ CO vào thì nó tác dụng với nước tạo ra phản ứng tỏa nhiệt. Thì cái nhiệt kế sẽ nóng đến 100 độ C. Cái môi trường ở đây là CO cộng 2O sẽ cho ra CO2 đồng. Ngoài ra thì quá trình đốt cháy than là C cộng O2 thêm nhiệt phơm sẽ tạo ra CO2 và ethanol trong đó thì là phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học, trong đó có sự giải phóng nhiệt năng do môi trường. Tức là 25 độ, tức là 25 độ, có được là 200 tấn, có được là 200 tấn, cả đây.
đánh đầu thì khí tiết ở lúc này có em Kim đạo hành là từ 2 tháng 6 phải đóng con lương con, thì đây là có một phần chú ý thì em Kim đạo hành đó nó mặt con thì nó ở dạng nó với cái ngân chất ở dạng gần nhất ví dụ như là S độ 2, còn nếu mà em Kim mà bé không thì chất này chất đạo hành nó sẽ bền hơn với cái ngân chất tham gia vào cái tiền đạo hành nó về mặt năng lượng, còn nếu mà em Kim nó lớn hơn chắc nó sẽ bền kém bền hơn về mặt năng lượng so với cái chất tham gia vào cái tiền đạo hành nó, thì ở đây em còn ở đây chính là
3 đến 3 năm con đưa cho mong. Vậy em phải đi đạo hành rồi thì nó đơn giản là nó